Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Trong video này thì giới thiệu với các bạn một cái lô mai rừng Phú Yên mới về ha. Đây là một cái chân rễ các bạn. Chân rễ thì sau khi người ta cắt cái thân thì nó còn lại cái chân rễ nha các bạn. Chân rễ thì nó có hoành là 20 ha. Chiều cao nó là 60. Chân rễ nhìn cũng hay hay các bạn. Ở chỗ này thì nó chày da ha. Chày da, lát da nha. Đó. Lát da anh em thông cảm ha, cấn đá lát da. Cái chân rễ này thì giao lưu anh chị em mình với giá là 200.000 bao gồm phí vận chuyển nha. Nhắc lại là hoành trên đó là nó 20, còn tổng chiều cao của nó là 60 các bạn. 200.000 giá bao gồm phí vận chuyển là 200 ha. Anh chị em nào yêu thì liên hệ nha. Thì ngày hôm nay thì nó có một cái phôi tông cao các bạn, mà nó ở phía cuối video. Hàng cũng khá là to. Ở đây là một cái hình thú mini. Thú mini ha. Dáng lắt léo ha. Dáng lắt léo. Hoành thì nó 25 thôi các bạn. Hoành cổ đế của nó là 25 thôi. Đó, hoành ngang cổ đế là 25. Tổng chiều cao của nó thì cũng rất chi là khiêm tốn luôn. 29. 29 nha các bạn nha. Mai rừng Phú Yên ha. Phôi này thì giao lưu anh chị em mình với giá là 250.000. 250.000 ha bạn ha. Hàng mini. Về anh em kiếm cái chậu mini bỏ vô ha. Tổng chiều cao của nó là 29. Phôi này thì có hoành là 29 nè các bạn. Phôi này thì có hoành là 29, hài hoành ngang thân là 29, hoành ngang cổ đế là 29 ha. À, tổng chiều cao của nó thì cũng là 29 luôn. Bạn chơi thế như vậy cũng được ha. Hoặc là mình chơi ba chân cũng đẹp các bạn. Ba chân cũng được. Hoặc là mình chơi bốn chân cũng được ha. Ba bốn chân gì được hết. Hoành là 29 nè. Chân hàng nó cũng mini thôi các bạn ơi. 250.000 C3, 250.000 bao gồm phí vận chuyển ha. Mai rừng Phú Yên nha. À, anh chị em nào yêu thì liên hệ, số điện thoại thì có trên màn hình luôn đó là 0867 098 446 ha. Sắc vàng hân hạnh được phục vụ cô chú anh chị em mình yêu cây phôi ha, rất là cây mai vàng. À, thì ngày mai thì mình có những cái cây dúi các bạn, thì cũng giới thiệu với anh em ngày mai. Còn tiếp theo là mã C4 này thì có hoành là 29 ha. Hoành là 29. Chiều cao từ cổ đế lên đến là mặt cắt trên của nó là 38. Cây này thì cũng khá là trọng. Chỗ này là cái u ha, nó trầy da chỗ này chút không sao ha. Về anh em thoa keo lại nha. Mấy cây này về anh em chịu khó lấy cái máy rửa xe đó các bạn, mình bắn cho nó sạch và cái rêu và cái rồng ha, cây nó sạch sẽ nó đẹp. Cái này tại vì cây mới làm về chưa có xử lý rong rêu gì hết nha. Hoành 29, chiều cao 38. Vòi này giao lưu anh chị em mình với giá là 300.000 bao gồm phí vận chuyển. Đây là mã C4 ha. Còn một phôi nữa các bạn, mã C5 nữa. Mã C5 là một cái phôi tông cao. Một chút nữa anh em xem. Rồi. Tiếp theo là mã C5 ha. Mã C5 này là một phôi trọng các bạn, trọng trọng. Hoành của nó là 42, hoành ngang cổ đế là 42. Tổng chiều cao của nó là 1m9 ha. Tổng chiều cao là 1m9. Hoành là 42 ha, hoành ngang cổ đế là 42. Tổng chiều cao nó là 1m9. Cây khá là cao cho anh em ha. Này về anh em cắt lại nha. Mấy đầu mặt cắt rễ nè anh em về cắt lại. Xử lý lại. Thôi này thì giao lưu anh chị em mình với giá là 900 ngàn bao gồm phí vận chuyển ha. Mai rừng Phú Yên các bạn nha. Phú Yên thì nó có đọt xanh có, nó có đọt hơi đỏ đỏ có.
nói chung là nó cũng nhiều thứ lắm. Em cũng không có rõ biết là nó là cái thứ độc nào. Mai rừng Phú Yên ha, dáng một cốt, hàng tông cao 1m9, hoành ngang cổ đế là 42, 900 ngàn. Giá bao gồm phí vận chuyển cho anh chị em mình là 900 ha. Thì một số anh em bắt đầu hỏi mình về kỹ thuật trồng cây phôi như thế nào, thì chắc lẽ là để hôm nào rảnh rảnh đi em làm một cái video mới lại, chứ tại vì mấy video kia nó cũng cũ rồi, kỹ thuật nó cũng cũ rồi, mình làm video mới lại ha bạn ha, và mình hướng dẫn anh em về cái trồng cây phôi như thế nào cho nó an toàn, đạt cái tỷ lệ sống cao nhất có thể. Thì anh em cũng đón theo dõi ha. Anh em xem video cũng nhớ đăng ấn vào đăng ký kênh để ủng hộ kênh Sắc Vàng ha. Rồi chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Chào và hẹn gặp lại các bạn.